Lâu rồi định diện. Các bạn đã biết cách thao tác trên máy tính Casio chưa? Này là trắc nghiệm à, trắc nghiệm 20 câu cho các bạn 10 phút. Đây, gửi link, các bạn nào thấy link thì like cho cô ha. Rồi bắt đầu làm bài. À, trên màn hình của cô là cách trình bày của hệ cơ số 2 sang hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2. Để khi mà các bạn làm xong trắc nghiệm rồi nhá, quay sang các bạn làm bài tập cho cô ha. Những bạn nào chưa làm bài tập làm cho cô. Chủ yếu cô sẽ kiểm tra các bạn bài số 6, số 7, số 8, số 9. 7, 8, 9. Và làm ra giấy và trình bày ra chứ không có ghi kết quả ha. Một số lớp là sẽ ghi kết quả và yêu cầu các bạn là trình bày phép toán và cách thức chuyển đổi hệ cơ số là vở cho cô. Sau khi thực hiện xong các bạn phải làm luôn bài tập ha. Bài tập 10 phút để các bạn hoàn thành bài kiểm đánh giá. 10 phút là 10 phút là tính giờ từ lúc bây giờ học tính giờ từ lúc 9 giờ 5 cho đến 9 giờ 15 sẽ là kết thúc bài kiểm tra đánh giá kiến thức định kỳ hàng tuần. Và sau khi các bạn làm xong, các bạn hoàn thành bài tập cho cô và cô yêu cầu các bạn nộp cả cả lớp đều phải nộp nhá. Cả lớp đều nộp. À, mấy lớp trước rồi các bạn không nộp rồi. Bạn làm cẩn thận.
sinh ra. Rồi, 9 giờ 10 phút. Bạn cho mình đọc bài. Có mình có Minh Nhật không nhỉ? Có mình có ai là tên Minh Nhật không? Dạ có. Minh Nhật nộp bài rồi đúng không? Vâng. Nộp đầu tiên đúng không? Giữ điểm trung bình nha. Ok. Mình tiếng Anh giữ điểm trung bình còn thấp hơn Minh Nhật nữa. Anh Tuấn chứ, anh Tuấn. Rồi, các bạn hoàn thành bài đi ha. Cô ơi cô, nãy dạ cô nãy con đang làm xong cái tự nhiên con xóa cái xong rồi giờ phải làm lại không rồi cô? Làm lại thì làm lại thôi. Làm nhanh, nhớ đáp án thì làm nhanh. Dạ, các bạn thêm một dạ. Rồi còn có người còn hấp hơn cả tập anh Tuấn luôn hả? Ê, các bạn làm bài kiểu gì vậy? Là ba cô, bạn mà cô anh cho đọc. Thêm cô ơi, cô cho thêm một chút thời gian được không cô? Rồi cho thêm 2 phút. À, thằng được 5 câu, thằng được 6 câu, thằng được 7 câu. Vậy tính xem là bao nhiêu điểm. Bảy câu thì được bao nhiêu điểm? 3.5. Đúng không? 6 câu được bao nhiêu? 3 điểm. 5 câu 2.5. Khi đánh giá kiến thức hàng tuần này mà thấp á, điểm các cục điểm sẽ không được cao đâu ha. Cô đã nói, cô đã dặn trước là cô đã nói trước. Cô đã dặn mà gom một lần kiểm tra các bạn mà cô sẽ đưa ra hàng tuần như thế này và cộng lại.
cộng phần trăm, một đến bao nhiêu đấy. Ví dụ cô lấy cột này 30% điểm đi. À, cột kiểm tra học 15 phút á, cô cho khi nào cô cho kiểm tra 15 phút, cô lấy 70% số điểm thì đây là bạn mất bao nhiêu phần trăm rồi? Hai tiếp này sẽ cho các bạn làm bài bài tập và sửa bài tập. Những bạn nào mà còn có khúc mắc gì về phần bài tập thì có thể trao đổi. Chúng ta hiểu hơn về cái phần bài tập. Hiểu và làm được bài tập à? Phần sau cô sẽ thống kê các điểm hàng tuần cho các bạn xem. Lan Phương là từ nãy giờ có Lan Phương làm ok nhất trong những bạn mà đã nộp. Xem cái giao diện của cái form mà các bạn đang làm, nó sẽ thống kê ha, đã thống kê được cái câu mình đã đạt được và phần trăm này chắc là phần điểm ha, phần trăm bao nhiêu phần trăm trong đó. Thì đây là của lớp người ta nha, không phải là của lớp mình nha, của lớp mình nó nằm phía dưới. Lướt nhanh xuống phía dưới. Đây là của lớp mình. Thấy không? Thấy màn hình của cô chia sẻ không? Không thấy gì trơn hết cô. Không thấy, chưa thấy gì hết hả? Chưa cô. Rồi, chia sẻ lại. Đây, đây là lớp người ta nè, phía trên là lớp người ta, đây là phía dưới, đây là của mình,
của mình là từ đây nè, đúng chưa? Từ đây đó. Đây trong đó là Lam Phương vẫn là người mà làm bài tốt nhất, được 18 câu trên 20 câu. Dạ. Rồi các bạn hoàn thành bài thì gửi bài cho cô ha. Bây giờ là đến 9 giờ 17, 18 rồi. À, quay lại cái phần bài tập à, sẽ có một số các bạn là chưa đụng với phần bài tập mà cô giao, thì bây giờ cô sẽ nói lại ha, nói lại cái cách cái biểu diễn hệ cơ số. Chủ yếu các bạn sẽ phải làm bài số 6, số 7, số 8 thì biểu diễn ở hệ cơ số số 2 và cơ số từ cơ số 2 sang cơ số 10 thì chúng ta phải biểu diễn đó ha. Nói lại là biểu diễn hệ cơ số 2, và hôm trước cô đã hướng dẫn các bạn biểu diễn hệ cơ số 2 rồi. Mà có một số bạn là đã nộp bài cho cô ha, nộp bài cái phần ví dụ cho cô rồi ha. Đây là biểu diễn hệ cơ số 2, và sau đó mình tính toán được thực hiện phép tính đó sẽ được một con số ở hệ cơ số số 10. Khi làm bài tập các bạn phải biểu diễn ra cho cô, không ghi kết quả ha, không ghi kết quả. Đây là biểu diễn hệ cơ số 2 và chuyển đổi từ hệ 2 sang hệ 10. Còn chuyển đổi từ hệ cơ số 16 sang cơ số 10 thì chúng ta cũng biểu diễn ở hệ cơ số 16 và sau đó thực hiện phép tính đó. Thực hiện phép tính đó sẽ được một con số ở hệ cơ số 10. Yêu cầu các bạn biểu diễn ra cho cô nha, biểu diễn số ra cho cô. Đây là chuyển hệ từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số số 2 thì các bạn phải thể hiện cái phép tính này ra trong bài tập cho cô nhá. Không được bỏ qua cái bước này là bước quan trọng nhất. Còn các bạn chỉ có ghi kết quả không thôi á, thì chắc chắn các bạn chỉ bấm 1 là chỉ bấm máy tính, 2 là lên Google và nó sẽ có các trang chuyển đổi hệ cơ số. Bấm chỉ cần gõ vô là làm được ra kết quả rồi. Nên là cô không yêu cầu các bạn là chỉ ghi kết quả thôi nha. Làm mà phải biểu diễn ra. Có nhiều bạn ha, mấy lớp con đầu tuần ấy biểu diễn thì nó ra số khác nhưng kết quả lại ra lại đúng. À, đó là một sự lừng lẹo đúng không? Rồi, biểu diễn chuyển hệ cơ số 16. 10 sang 16 cũng vậy ha, phải biểu diễn nó ra sau đó mới có kết quả nha, chứ không cô không chấp nhận những bài nào mà không thể hiện phép chuyển đổi. Rồi thời gian mà còn lại trong tiết này sẽ để dành cho các bạn thực hiện bài số 7, số 6, số 7, số 8, số 9. Vậy trong những bài đó có bạn nào hỏi câu nào không? Hỏi thì cô mới trả lời ha, không hỏi coi như là các bạn hiểu hết. Được chưa? À, các bạn làm bài tập nhớ biểu diễn ra. Đây sẽ gửi link cho các bạn. À, tuần sau cô sẽ cho các bạn xem những gì các bạn đã đánh giá kiến thức trong 3 tuần ha, trong 3 tuần đánh giá kiến thức 3 tuần sẽ cho các bạn xem để các bạn biết nắm được cái quá trình học của mình. Cô ơi, sao không? Con xin phép con nhờ cô diễn lại cái phần đổi từ thập phân sang nhị phân đúng không cô? Con cũng chưa hiểu phần đó, có bạn trong tin nhắn cũng có nhờ như vậy. Rồi, ok. Từ thập phân sang nhị phân đúng không? Thì quy tắc làm sao? Đầu tiên là phải lấy đây, mình phải chuyển đổi hệ cơ số ha. Đọc cái quy tắc trước, muốn đổi
số nguyên trong hệ thập phân sang hệ đếm cơ số B. Ta đem số đó lần lượt chia cho hệ cơ số B. Vậy thì khi mà chúng ta chia đổi từ thập phân sang nhị phân là cơ số 2 đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy cái số ở thập phân đó chia cho cơ số B. Cơ số B của mình là cơ số 2. Nếu đổi sang 16 thì chia cho 16. Được chưa? Cái ý này ok ha? Cho tiếp. Cho đến khi thương số bằng 0. Khi kết quả nó bằng 0 thì kết thúc á. Thì kết quả số chuyển đổi được là số dư trong phép chia mà viết phép chia của mình á. Thì viết theo thứ tự ngược lại là viết từ cái phép tính cuối cùng. Số dư từ phép tính cuối cùng trở về số dư của phép tính đầu tiên. Được chưa? Đây là cái quy tắc quy tắc chuyển đổi. Rồi, khi chúng ta đọc quy tắc rồi, cũng có thể là mình chưa hiểu. Mình qua phần ví dụ. Ví dụ cô có số 13 ở hệ cơ số 10 thì chuyển sang hệ nhị phân là chia cho 2 chứ gì? Đúng chưa? Dạ. Các bạn lấy nháp ra để thực hiện theo xem có đúng không? Lấy 13 chia 2, lấy số dư ha, lấy dư là hãy chia 13 chia 2 được 6 dư 1 đúng không? Đúng chưa? Dạ. Rồi, lấy kết quả ở phép tính được tính đó, lấy kết quả ha là số 6 chia tiếp cho 2. Được chưa? Lấy kết quả đó chia tiếp cho 2. Thì được mấy? Dạ được 3. 2, được 3, được 3 dư 0. Được 3 dư 0. 3 là 6, đúng không? Sẽ dư 0. Tiếp tục lấy kết quả ở phép tính đó, phép tính mình mới chia đó. Chia tiếp cho 2. Được không? Rồi, lấy kết quả là 3 chia cho 2 được 1 chia 1, đúng không? Đúng à? Dạ. Đúng hay sai? Dạ đúng ạ. Sau đó lấy cái kết quả đó chia tiếp cho 2. Lúc này sẽ kết quả sẽ bằng 0. Chúng ta dừng lại chỗ này. 0 nhân 2 bằng 0 dư 1. Và sau đó chúng ta lấy kết quả làm sao? Kết quả từ phía dưới này ngược lên là phép tính cuối cùng á, cho đến phép tính đầu tiên là 1101. Được không? Dạ. Không được lấy ngược lại. Sao con? Có thêm một cái nữa là chuyển đổi từ thập phân sang thập lục phân thì con hiểu rồi, nhưng mà ví dụ người ta cho thập lục phân xong rồi lúc nãy trong đề cô bắt chuyển lại thập phân đó, cô là của số nào thì từ mấy cái chữ đó làm sao mà mình phiên ra ngược lại lên được? Thập lục phân là cơ số 16 qua nhị phân đúng không? Câu đó chứ vậy? Dạ. Thập lục phân là cơ số 16. Vậy chuyển đổi từ cơ số 16 sang cơ số 10 chuyển đổi được không? Được không nào? Từ cơ số 16 sang cơ số 10 đổi được không? Đây, biểu dạ, diễn con đang hỏi cái đó đó cô. Con đang hỏi cái đó. Biểu diễn ở cơ số 16 là 10, từ 10, 16 sang 10 nè. Từ 16 sang 10 thì đúng không? Thì chúng ta sẽ có một dãy số ở hệ cơ số 16 là A4B5. Thì đếm vị trí của nó, đếm từ hàng đơn vị, nếu mà trở về bên tay trái thì sẽ là mũ dương, đúng không? Sẽ là dương. Đây là 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3. Đúng không? A ở vị trí số 3, đúng chưa? Dạ. Xác nhận là đúng hay chưa hả? Vậy khi ký tự A mà biểu diễn ha, biểu diễn thì chúng ta phải đổi thành giá trị số của nó tương đương. A mang cái trị số 10, đúng không? Trong bảng. Rồi. Đúng A là 10 không? A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F là 15. Phải nhớ cái quy tắc đó. Rồi tiếp ha. Thì có phải là 10 nhân 16 không? Mình chuyển đổi biểu diễn ở cơ số 16 thì nhân với 16 mũ 3. Nằm 3 là nó là vị trí của nó đứng. Được chưa? Dạ. Cộng tiếp cho 4 nhân 16 mũ 2. 4
4 nhân 16 mũ 2. À, nó chưa qua hả? Slide nó chuyển chậm quá, chưa thấy qua nữa. Nó qua qua cái cách chuyển đổi thử giữa hệ cơ số 16 chưa? Rồi đây ha. Thì nó sẽ lấy 4 nhân 16 mũ, mũ 2 cộng 11, B là giá trị 11 đúng chưa? 11 nhân 16 mũ 1. Sau đó cộng 5 nhân 16 mũ 0. Và sau đó chúng ta thực hiện cái phép cái giải phép tính này sẽ được một con số ở hệ cơ số 10. Đơn giản rồi, hơn dạ. Từ 10 sang 16. Đây chưa? Dạ rồi ạ. À. Rồi. Rồi còn chỗ nào nữa không? Cô ơi cô. À, nghe. Cô giảng lại cho con cái hệ hexa, cô lấy trong bài chị cho em thấy cái hệ hexa. Hexa là hệ cơ số 16 là hệ này. Trong tiếng Anh nó là hexa là từ viết tắt là hexa. Là hệ cơ số 16 đây. Từ hệ cơ số 16 chuyển qua hệ nào? Muốn chuyển qua hệ nào? Chuyển qua hệ nhị phân cô. Anh chuyển qua hệ nhị phân thì hệ cơ số 16. Hệ cơ số 16 chuyển qua hệ cơ số 10 được không? Mới nói nó lại đây. Được. Sau đó lấy kết quả ở hệ cơ số 10 chuyển sang hệ cơ số 2. Vậy là chúng ta phải chuyển làm sao? Qua bước trung gian, chuyển từ 16 sang 10, sau đó chuyển 10 sang 2. Nếu ngược lại, chuyển từ 2 sang 10, xong rồi lấy kết quả ở 10 sang 16. À, chúng ta vận dụng cái cách chuyển đổi đó ha. Khi các bạn làm trắc nghiệm thì các bạn nên bấm máy tính Casio. Máy tính Casio nó khó hỗ trợ. Nha. Nên là các bạn có thể bấm máy tính nếu mà thi trắc nghiệm. Còn thi tự luận các bạn phải biểu diễn nó ra. Rồi ha. Rồi các bạn nào thắc mắc chỗ nào? Thế hôm nay là cho các bạn làm bài và giải quyết thắc mắc cho các bạn. Bao nhiêu làm được ha? Bài 6, bài 7, bài 8, bài 9. Bài 5 mình chưa có học, xíu nữa cô sẽ hướng dẫn bài 5 và biểu diễn số thực. Cái nào khó mình làm trước, cái nào học phần nào chúng ta củng cố phần đó đã. Lớp này có ai biết sử dụng cái trang web trên mạng để đổi hệ cơ số không? Thử rồi nhưng mà con làm nó không ra cô, cho nên con dò tay. Dò tay. Rồi. Xíu nữa cô sẽ hướng dẫn ha và giới thiệu cho một số trang web. Đây là kết quả khi mà làm tự luận, cô yêu cầu là các bạn trình bày. Chứ còn biết là các bạn tìm cái khả năng tìm kiếm trên internet, có nhiều bạn rất là nhanh. Mấy lớp khác á, cô ơi mấy cái trang web này con biết làm cái đó không à. Không có làm bên máy tính Casio. Thì đúng rồi, máy tính Casio là phải bấm. Còn các trang web chỉ có cần gõ số vào thôi, bấm cái chuyển đổi cái nó chuyển eo cái lại qua, chỉ có cần copy kết quả thôi. Mà các bạn phải biết là trang web nào xài ok. À, thời gian còn lại bây giờ là 9:32 rồi,
9:32 cho đến 9:45. Thời gian làm bài tập. Các bạn phải làm thì cô sau đó mới biết được cái phần nào mình chưa hiểu và cái phần nào mình có vấn đề thì cô mới giải đáp được. Ha, nên là các bạn nên đặt bút xuống và mình có ung dung mà ngồi mà rung đùi nha. Lúc được kiểm tra là sao không? Giờ là tụi con chụp bài làm không bài cái bài từ số 1 đến số 10 bỏ bài 5 của cô hôm bữa cô nói à? Đó, chụp bài. Xong rồi con đính vào folder, con đính lên tin đúng không cô? Từ từ, cô chưa có gửi đường link. Từ, cô sẽ cho gửi đường link cho các bạn tải cái hình đó lên. Tải cái bài làm nó lên để cô kiểm soát được là bài của đứa nào. Và cô chấm không bị sót, chứ bạn mà cứ đưa lên folder là cô không có kiểm soát được. Là cô sẽ đưa đường link ha. Là làm từ bài 1 đến bài 10 bỏ câu 5 đúng không cô? À, chừa câu 5 ra. Cô chưa yêu cầu nào mà tí nữa cô mới bắt các bạn nộp. Là làm xong rồi ấy hả? Rồi, gửi dạ, lên nè. Làm từ trước mà cô. Nhớ là biểu diễn đó nha, biểu diễn chưa? Em biểu diễn luôn rồi. Rồi, ok, cô sẽ gửi đường link. Để lại cái slide hả? Được, ok, 16 sang đây. À, đây có một như các bạn gửi tin nhắn khi nào cô có vào phần chat thì cô mới thấy. Nếu mà cái nào mà gấp á thì có thể trình bày bằng lời nói luôn để cô không mê. Chứ còn khi mà cô đang ở ngoài bài giảng thì cũng không có lên nó được trong tin nhắn nha. Đây cái link cô mới gửi ha. Các bạn có thể nộp bài như này. Bài 5 là rất là dễ nên là cô chưa có hướng dẫn các bạn làm. Để xem coi là những cái bài khó các bạn làm đến đâu rồi. Thôi mình nộp bài 6, bài 7 thôi hay là nộp từ trên xuống dưới luôn cô? Nếu mà làm được hết rồi thì nộp từ bài 1 luôn. Dạ. Mà chưa làm, mấy cái bài kia thì du di cho nộp từ bài 6, bài 7, bài 8, bài 9. Cô ơi, bài số 1 trong file cô gửi con không tại vì cái đó là câu tự luận không biết trả lời sao ấy cô. Thì bây giờ anh con hiểu như thế nào về cái phần chuyển đổi giữa hệ các cơ số đó, thì có thể biểu diễn bằng lời hoặc là có thể biểu diễn bằng bằng ví dụ, có thể thể hiện bằng ví dụ và có thể là thể hiện bằng lời. Tùy các bạn thấy cái nào dễ hiểu thì các bạn nói thôi. Cái này là cái mà các bạn để củng cố lại cái chuyển đổi giữa hệ các cơ số cho các bạn. Các bạn nhớ bài hay không? Một bạn đã nộp, hai bạn đã nộp bài, và xem thử bài làm của hai bạn. Bảo làm bài trình bày rất là rõ ràng nè. Bài làm rất là tốt.
Trình bày tốt nè, rõ ràng, sạch, dễ nhìn. Rồi, Bảo làm rất là tốt Bảo nè, rõ ràng, viết còn viết đẹp, viết chữ còn đẹp hơn một số bạn nữ. Gì đây bạn, gì đây mà ghi mỗi mỗi cái nó là sao đâu bạn, một linh đó thành viên. Musica anh là Phúc, anh làm cũng rất tốt nè. Ngọc Linh làm bài số 5 luôn rồi hả? Nhưng mà có câu sai nha. Ngọc Linh có câu sai nè. Bài số 5 á, hai câu sai và hai câu đúng. Có 4 câu mà có hai câu sai và hai câu đúng. Vậy thì xíu nữa sẽ hướng dẫn làm. Làm cái phần này. À, Ngọc Linh có cái có một bài chỉ cái bài số 9 chỉ có ra kết quả thôi chứ họ chưa chứ chưa có thể hiện phép tính nha Ngọc Linh. Bài số 9 là không chưa bài, được nè. Tại bài đó con thấy dài quá nên con biết kết quả thôi cô. Không phải thể hiện chứ khi kết quả là bạn bấm máy tính thì không thì bạn lên dung web bạn mở phát là xong à. Đấy làm tự luận mà. Bài số 7, bài số 8, bài số 8, bài số 2, bài số 6. Đi sao bạn, bạn gì đây nộp bài có chút xíu vậy? Minh Hưng, Nguyễn Minh Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh Hưng hả? Dạ, tại cô nói nộp 6, 7 là được rồi, cho nên con không được tiếp cô. Nộp 8, 6, 7, 8, 9 thôi anh ơi. Ủa sao 8, 9 hả? Thì con đến thêm 7, 8, 9. Dạ. Giờ nộp là không nộp vô cái file này được nữa đâu nè. Chỉ có một tài khoản chỉ được nộp một lần à. Rồi làm đi rồi gửi qua tin nhắn cho cô. Nên dạ. Là thấy bài của các bạn đến mấy trang là bài mình có 2 trang à, thấy lạ rồi. Rồi lớp này làm rất là ổn. Mà không biết có chép bài của lớp khác không thì không biết. Nhưng mà ổn. Chỉ có bạn Hưng là nữa thôi. Với Ngọc Linh bài số 9 chưa có làm thôi. Trình bày lớp này ổn.
Cái này là 10A2 đúng không ạ? 10A2. 12. Cô ơi, con không gửi được vào fly cho nên là con gửi vào trong phần tin nhắn rồi đó cô. Lý do tại sao mà không gửi được vào trong? Không biết. Con không biết nữa, tự nhiên lúc mà con tải vào á, con tải cả cái file con làm bài luôn là nó cứ kêu là không tải lên được, dù con gửi hình ảnh là hay là con gửi cả cái file vào thì nó cũng không kêu là không làm được. Tự nó lỗi cái gì á cô? À. 3-4 lần lên đây là con gửi lên trên cô. Cô ơi. À, đúng là cô. Sao em? Cô. Con đính nghe nguyên cái folder lên cái phần tin nhắn nha. Hay là con gửi từng ảnh? Gửi hình ảnh cũng được, bạn gửi hình ảnh cũng được. Và khi mà nếu mà cô chấm sót thì nhớ nhắc cô để cô tìm lại ha. Từ nãy đến giờ có một bạn. Nhắc cô. Sao con? Dạ con không có gửi vô được trong cái tệp ở cô gửi link á. Rồi gửi trong tin nhắn nhưng mà nếu mà lỡ cô chấm sót thì nhớ nhắc cô nha. Dạ. Tại vì khi mà các bạn ở thì nhiều á thì cô không kiểm tra được hết, nếu sót thì phải nhắc cô. Khi mà lên điểm mà sót thì phải nhắc cô. Lớp này có một bạn ở đây cử bạn nam viết được rất là gọi là xấu chứ chưa phải là xấu lắm, mà không được cẩn thận với các bạn nữ. Cái này chắc nghi làm bác sĩ được nè. Làm thì ok nhưng trình bày thì hơi ẩu một tí. Hoàng Khánh, Nguyễn Hoàng Khánh. Đây đặc trưng của nam này. Ấu. May là môn tin không có phải làm tự luận nhiều á, chứ còn mà mấy cô văn, cô dạy văn mà đọc chữ mà các bạn viết viết ẩu thì chắc mấy cô điên đầu luôn quá. Lớp này các bạn chữ cũng đẹp nhiều, chỉ mới tìm ra được một chữ, một bạn chữ xấu à. Rồi các bạn nghỉ giải lao ha, nghỉ giải lao xíu nữa chúng ta, bây giờ là 47 cho đến 10 giờ đi, 10 giờ chúng ta quay lại nha. Các bạn đừng thoát khỏi phòng mà các bạn để đó và đi tập thể dục hay là đi vươn vai hay là đi ăn chút gì đó cũng được. 7, 9, 10 giờ chúng ta quay lại ha. Những bạn nào mà chưa hoàn thành bài thì cố gắng làm hoàn thành để nộp. Rồi, cái gì đây? Nam Phương gửi qua tin nhắn riêng cho cô đó. Nam Phương gửi ở trên này nó trôi á, nó trôi tin nhắn á. Và ai nữa? Thúy An cũng gửi nha, gửi tin nhắn riêng trên tem, có ha.
con cũng gửi riêng qua luôn nha cô. Bị thiếu đúng không ạ? Bị thiếu thì gửi riêng, còn đâu các bạn nếu vào trong được link á, thì nên gửi ở link để cô không bị sót. Còn bạn nào mà không thể gửi được thì mới gửi qua tin nhắn nha. Thôi các bạn nghỉ ngơi đi.